đây là chợ phiên nằm trên đường Pelissier. Chợ này chỉ họp mỗi tuần một lần vào ngày thứ bảy trong mùa hè. Gian hàng bán bơm, trái cây, táo, kế là bóng mát, mát thời gian, một cái 15 đồng, hai cái 25 đồng. Đây những quầy bán trái cây mùa Halloween, pumpkin bí đỏ. Đây là quầy bán đủ thứ bông vải. Cao bán dưa hấu thâm thiền. No. Hey, you already said hi. Come on. Come on, come here. Đây có quầy bán popcorn. Hello. Hello. Beautiful day for a bike ride. Yeah, nice. Thank you. This is so good. This is from Cafe March. Hi. Hello. Hi. How are you? Okay. How are you? Good. What the hell? Yeah.
quay trở lại. Hơi bị chói nắng một chút. Chắc thấy không nhỏ. Coi bà này chơi game. Okay. But you can get any of these pieces of swag, and then if you keep going, yeah, you can change it. But then you got that jam down there last week. Okay. All right. Where do you want me to drop it? Anywhere. Don't go on. Okay. So three. So you get a pen, or you can keep playing. Okay. I feel like it. Thank you.
đầu đường khó. Yeah. Chiếc xe lấy tiền. Chiếc xe lấy tiền.